Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Phát triển Mẫu Việt Hiên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần 2, phần tiếp theo của bài cách cắt may quần học sinh, quần có lưng thun phía sau và lưng trước là bạn lưng thường. Mình sẽ đọc lại cái thông số. Thì dài quần 65, vòng eo 66, vòng mông 74, vòng lai 16. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thiết kế. Để xem phần 1 của bài này hoặc là để xem các video khác thì các bạn hãy lướt xuống phía dưới màn hình và bấm vào cái dòng chữ là Phát triển Mẫu Việt Hiên. Đó là kênh của mình. Sẽ có rất là nhiều video hướng dẫn các cái bài khác nhau. Và các bạn có thể bấm vào cái chữ video thì trong đó nó sẽ hiển thị rất là nhiều cái video từ trên xuống dưới. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thiết kế thân sau. Thì mình sẽ kéo một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang như thế này. Sau đó mình đặt cái thân trước lên. Mình đặt sao cho cái đường chính trung của thân trước nó phải song song với đường dọc. Và cái điểm đầu sườn nó phải cùng cái đường ngang trên cùng. Sau đó thì mình sẽ làm dấu cái đường chính trung của thân trước sang thân sau. Sau đó mình sẽ sang dấu các cái đường ngang lại như thế này. Ngang mông. Ngang đáy. Ngang gối. Và ngang lai. Mình lấy dấu các cái điểm này. Tại cái điểm đáy của thân trước thì các bạn cũng sang dấu qua thân sau. Bây giờ mình sẽ bỏ thân trước ra. Mình nối các cái đường ngang lại. Mình nối đường chính trung lại này. Thì từ điểm này các bạn sẽ lấy ra bên ngoài là 2 xăng. Các điểm này các bạn lấy ra phía ngoài cũng là 2 xăng hết. Vị trí này các bạn cũng lấy ra 2 xăng. Sau đó mình nối các cái điểm này lại. Này, thân sau nó lớn hơn thân trước. Mỗi bên là 2 xăng. Thì từ cái đường ngang đáy của thân trước này các bạn sẽ lấy xuống là 1,2 xăng. Là đường ngang đáy của thân sau. Thì mình sẽ nối xéo qua như thế này. Đường này là đường ngang đáy của thân trước thì chúng ta sẽ bỏ đi. Này là cái điểm đáy của thân trước. Cũng là điểm đáy của thân sau. Thì từ cái điểm đáy thân trước này các bạn sẽ lấy vào là
1.5 cm. Từ cái điểm 1.5 cm các bạn sẽ lấy ra là ra đấy. Các bạn tính ra đây sau là bằng vòng mông chia 110. Vòng mông còn 74 thì chia 10 thì được là 7.4 cm. Sau đó mình đặt thước nối hai điểm này lại. Mình sẽ kéo dài lên phía trên và cắt cái đường ngang eo tại điểm O. Và từ điểm O này các bạn sẽ lấy vào 1.5 cm để mình vẽ cái đường sườn của thân sau. Đó, mình sẽ vẽ như thế này. Mình sẽ vẽ cong tròn như thế này. Từ cái đường ngang, từ cái đường ngang eo của thân trước, các bạn sẽ lấy lên là 2.5 cm. Mình sẽ kéo một đoạn thanh ngắn. Mình đặt cái điểm này là điểm O1 đi. Thì từ cái điểm O1 này các bạn sẽ đặt thước xéo lên cái đoạn thanh ngắn. Các bạn sẽ tính ngang eo theo công thức là vòng eo chia cho 4 và cộng cho 3 cm. Thì vòng eo mình là 66 chia 4 thì được là 16.5. Cộng 3 cm nữa thì là 19.5 cm. Sau đó mình nối từ điểm N lên. Và mình nối xéo như thế này. Là chia đôi cái đoạn thân xéo này ra và mình nối xéo vô điểm N. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ cái vòng đáy của thân sau. Cái đoạn này mình sẽ đánh cong vào 1 cm. Lưng thì chúng ta sẽ chưa được may là 1 cm. Vòng đáy 1 cm. Sườn ngồi là 1.5 cm. Sườn trong là 1.5 cm. Phần lai thì không phải chưa nữa. Cái này là thân sau nhân 2. Bây giờ mình sẽ vẽ cái đáp của túi trước. Các bạn có thể là các bạn sẽ vẽ luôn cái bao túi, thế cái đáp luôn cũng được. Ở đây thì mình sẽ vẽ cái đáp riêng. Mình sẽ sang dấu cái đoạn sườn và đoạn lưng một đoạn ngắn như thế này. Từ cái điểm này các bạn sẽ lấy xuống là 4 cm. Từ cái điểm giao nhau các bạn sẽ lấy xuống là 4 cm. Và phía trên các bạn sẽ lấy ra là 2.5 cm. Mình vẽ các cái đường thẳng như thế này để mình tựa vào mình đánh cong cái đáp. Và có thể mình sẽ sang dấu, mình vẽ lốc túi như thế này. Hoặc là các bạn sẽ làm vòi chính. Lốc túi các bạn không làm lốc túi mà các bạn sẽ làm vòi chính luôn. Khỏi cần cắt lót và khỏi cần hay cắt cái đáp. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.
Nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Để xem phần 1 của bài này hoặc là để xem các video khác thì các bạn hãy lướt xuống phía dưới màn hình và bấm vào cái dòng chữ là Phát triển Mẫu Việt Hiên. Đó là kênh của mình. Sẽ có rất là nhiều video hướng dẫn các cái bài khác nhau. Và các bạn có thể bấm vào cái chữ video thì trong đó nó sẽ hiển thị rất là nhiều cái video từ trên xuống dưới. Cảm ơn tất cả các bạn.